một doanh nghiệp mà lại không minh bạch trong cung cấp thông tin về vấn đề về tư cách công nhân của mình, về vấn đề về tài sản, về vấn đề đại diện, thì doanh nghiệp đó xứng đáng phải chịu rủi ro pháp lý khi tham gia giao dịch với chủ thể khác. Xin cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, phần trao đổi của ông Nguyễn Hồng Hải đã khép lại chương trình kinh doanh và pháp luật của chúng tôi ngày hôm nay. Vấn đề này sẽ được chúng tôi tiếp tục trao đổi trong chương trình kinh doanh và pháp luật phát sóng giờ này ngày mai. Trân trọng cảm ơn Bộ Tư pháp, Ban Quản lý chương trình 585, Tổng công ty khí Việt Nam PVGas đã hỗ trợ thực hiện chương trình. Mọi thông tin chi tiết và liên hệ xin vui lòng truy cập website www.kinhdoanhvaphatluat.com. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Bạn đang tìm tới một doanh nghiệp hàng đầu trong ngành công nghiệp khí Việt Nam.